Lần trước chị đến Healthcare là trước dịch thì chị có tiêm một số mũi tế bào tươi. Thứ nhất là chị em thì bao giờ cũng quan tâm tới nội tiết này, quan tâm tới cái bộ não của mình để cái bộ não của mình nó không bị lão hóa sớm. Và một cái nữa là về mặt xương khớp, bởi vì hầu như là khi mà chị em sinh đẻ xong thì cái vấn đề xương khớp là vấn đề mà phổ biến, ai cũng bị. Thì chị nghĩ là những cái cơ bản mà chị quan tâm ấy, và chị đã tiêm ở Healthcare đó là về nội tiết này, để chăm sóc cho da, rồi về trí não này, về xương khớp này, rồi về gan, bởi vì cái môi trường, về phổi nữa, bởi vì cái môi trường của mình nó cũng chưa phải là tốt lắm. Và mình nếu như có điều kiện thì chị nghĩ là còn làm thêm nhiều thứ nữa. Như bọn em nói là đầu tư sức khỏe là một cái mảng đầu tư mà mình cần phải quan tâm ấy. Thì đương nhiên là thấy hiệu quả thì bây giờ chị mới quay lại Healthcare lần thứ hai. Sau dịch chị cũng đầu tiên là chị rủ ông xã chị, sau nữa là chị rủ một số những người bạn thân của chị, và cũng bạn chị cũng đã trải nghiệm ở đây rồi cùng với chị đợt trước. Và đợt này thì chị cũng rủ thêm cả vợ chồng, người bạn, rồi chị cũng định rủ thêm một cô em của chị nữa tới để mình dành một chút thời gian cũng như là một phần tiền bạc mà mình kiếm được để đầu tư cho sức khỏe của mình, để tiếp tục tái tạo lại cái sức khỏe và lại hành trình kiếm tiền tiếp nữa chứ.